Hello anh em, mình vừa có một chuyến đi từ thành phố xuống Long Thành, Đồng Nai để tham gia một trận đá banh với lại một anh từng là cầu thủ chuyên nghiệp, đó là anh Phát, Thủ Phát. Rồi, hy vọng là sẽ có những bàn thắng thật đẹp, những pha xử lý hay tại đây nha. Dạ, yeah, hello anh. Dạ, yeah. Đầu năm mới khai trương sân này, đây là sân banh của anh Phát ở Đồng Nai. Chào mọi người. Dạ, anh từng là cầu thủ chuyên nghiệp, không biết là anh đá banh chuyên nghiệp cho những năm nào ta? Từ năm 2002 là năng khiếu lên tới đội 1 Đồng Nai. Dạ. Năm 2007 lên đội tuyển đội 1 á. Dạ. Bắt đầu đã 2007 đã chuyên nghiệp rồi. Đúng rồi, 2007 lên đội 1. Dạ. Anh nghỉ chuyên nghiệp từ lúc nào ta? Năm 2018. 2018 là cũng mới 2 năm thôi. Ừ. Anh có bao giờ mơ ước là lúc trong lúc đá chuyên nghiệp được lên thành tuyển thủ quốc gia không? Có chứ. Có lúc nào cũng vậy chứ. Nhưng mà nếu như mà một lần nữa được trải nghiệm lại con đường bóng đá mình, anh quyết định sẽ chọn con đường bóng đá chuyên nghiệp. Vẫn tiếp tục. Rồi, hôm nay có dịp xuống sân anh Phát để làm một trận giao lưu, lấy mồ hôi. Hy vọng là sẽ có những bàn thắng đẹp dành cho em xem nha. Ok, rồi. Chào mọi người. Yeah. Và đây là trận thi đấu khai trương sân của anh Phát tại Long Thành, Đồng Nai. Mình được dịp tham gia trận thi đấu này cùng với anh. Mình mặc áo số 15 và anh Phát mặc áo số 19 nha. Vâng xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Slovak 19 ngày hôm nay. Cũng như xin chào bạn Nikati. Và xin chào tất cả 500 anh em đang xem trực tiếp trên fanpage Nhịp Đập Phủi TV. Như vậy đã có bàn thắng đầu tiên dành cho cao thủ Leo Vác FC. Và người ghi bàn không ai khác đó chính là cầu thủ mang áo số 15, đó chính là Thierry Style. Một pha quan sát rất tốt của Thierry Style và cú ra chân của anh là hoàn toàn chuẩn xác để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng Leo Vác FC. Bóng được trả về với số 19, vẫn còn Hẹo Nhất. Như vậy đã có bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ áo đỏ trắng trong đấu ngày hôm nay. Đánh đầu. Trực tiếp trên fanpage Nhịp Đập Phủi TV. Trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Leo Vác FC và đội bóng TNT. Và đứng trước quả đá phạt lần này đó chính là Phát Ngựa cùng với anh Thường. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Phát Ngựa rất tốt. Ok, nghỉ giữa mạng xíu, nãy lên không khởi động nên đá cũng hơi mệt, nhưng dù gì cũng có một bàn thắng. Dạ, nghỉ mệt xíu rồi vô tiếp mạng thứ hai. Bộ đồ rất là đẹp của đội của anh Lê Hữu Phát. Nói kỹ hơn về anh Phát tí xíu nha. Đầu tiên, tên đầy đủ anh là Lê Hữu Phát, sinh năm 1988, nơi sinh ở Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam. Vị trí anh thường hay đá đó là hậu vệ cánh, chiều cao 1m68, cân nặng 65kg. Anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2007 cho đến 2016 là cho câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai. 2017 và 2018 anh đá V-League cho câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp. Hiện tại thì anh đã nghỉ bóng đá chuyên nghiệp và chuyển về thi đấu bóng đá phủi. Vì một cầu thủ chuyên nghiệp chuyển về đá phủi phong trào thì sẽ dễ thở hơn cho bản thân rất là nhiều, nên anh thường giành những thành tích cao trong các giải đấu bóng đá phủi tại miền Nam. Đường lên bóng dành cho đội bóng áo đỏ. Ngọc Quốc đã có bàn thắng dành cho đội bóng Leo Vác FC. Một cơ hội để cho đội bóng TNT Store có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Như vậy đã có bàn thắng dành cho cầu thủ TNT Store. Đánh đầu. Cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để cho cầu thủ TNT Store có được bàn thắng xoay mở tỷ số. Phản
Giang Ngựa, Sông Lào bàn bật rất tốt với nhau. Vẫn là Phát Ngựa, Sông Lào cơ hội. Anh Thương đã có bàn thắng tiếp theo dành cho đội bóng Liễu Phát FC. Đây là Ngọc Quốc, đường truyền đã bị bắt bài. Thành Thiện phải công cho TT Store rất hay. Bóng liền được trả về với Phát Ngựa, hay, rất hay. Văn Nam đó mặt rồi, dứt điểm ngay. Thanh Thiện tiến gần hết bèo. Đây là Sông Lào, Ngọc Quốc vào rồi. Như vậy là tiến gần hết bèo đã có cho mình được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đại Bình chờ đội bóng TNT. Quang Vinh dứt điểm, vẫn còn. Đó là cú sút rất căng của Văn Vương. Sông Lào vẫn đang kiểm soát bóng rất tốt. Phát Ngựa đường truyền cho Ngọc Quốc, dứt điểm ngay. Một pha phối hợp phải nói là rất bài bản của các cầu thủ. Với tỷ số hiện một đó là 6-4, nghi về các cầu thủ Liễu Phát. Đức tốc của thủ thành Như Quốc. Cho đến khi thủ môn Dừa Khô có thể vào sân thì restyle. Heo nhất thì restyle dứt điểm. Đường truyền hơi lỗi của Heo nhất nhưng vẫn còn Sông Lào. Phát Ngựa, Sông Lào bạn bật rất tốt với nhau. Số 10 hy vọng của các cầu thủ TNT vẫn đang khuấy đảo của giữa sân. Thierry Style rất hay. Thierry Style đối mặt rồi, rồi đang tiến cò và lấy điểm của Thierry Style. Anh đã xếp cho nữa có được bàn thắng cho riêng mình. Công Khánh, Công Trường, Quang Vinh rất hay. Tú Minh, Thanh Thiện không vào. Cũng chính là Phát Ngựa. Liệu anh có thể thực hiện cú sút thành công hay không để nới rộng cách biệt. Phát Ngựa pha bắt bóng rất tốt của thủ thành Dừa Khô. Thì freestyle rất hay. Sông Lào đường truyền của team freestyle được đáng tiếc được các bạn. Xin chào tất cả những người anh em đang xem trực tiếp trên fanpage Nhà Đập Phủi TV. Tốc độ của Ngọc Quốc, đó là bàn thắng được mang tên của team freestyle. Nhận đường truyền từ Ngọc Quốc thì Thierry Style không thể nào từ chối được bàn thắng quý hơn vàng. Và anh đã điền tên mình lên bàn điểm số. Công Khánh, Thanh Thiện Heo nhất, Ngọc Quốc đã có bàn thắng tiếp theo dành cho cầu thủ Liễu Phát FC. Đây là Quang Khánh, được chỉ rất tốt cho Công Khánh. Cơ
hiện cách biệt bây giờ đang là 4 bàn. Anh Thường dứt điểm từ xa, một bàn thắng rất đẹp mắt của anh Thường. Qua người rất hay, đó là pha qua người của Thierry Style thưa các bạn. Đã biển cho các cầu thủ áo đỏ. Rất hay anh Thương, Thierry Style không được, không gánh dứt điểm. Anh Thường Hoàng Duy cống gánh vào rồi. Văn Phương rất hay. Văn Phương và người thực hiện quả đá phạt góc chính là Heo Nhất. Phía trong đang là Tiến Gà Đá Bèo, Thierry Style. Anh đang đá ở vị trí thấp nhất mình biết là bóng TNT Store. Quang Vinh rất hay. Việt Theo Quang Vinh Sử Nhật bắn lại. Sử Nhật đội chuyền hơi với đối với Tư Nguyễn. Và tiếng còi của trọng tài Hữu Lộc đã cho trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Leo Vét FC và đội bóng TNT Store FC được khép lại với chiến thắng nghiêng về các đội bóng Leo Vét FC. Nam chiếu cái mồ hôi là quá ok. Dạ, và hy vọng là có một dịp nào đó lên Sài Gòn, anh Phát lên Sài Gòn mình sẽ có một dịp đi xem và đá tiếp một trận thi đấu. Cảm ơn thì đã xuống cái sân anh dự khán cái trận khai xuân ha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đừng quên subscribe channel YouTube của mình nha. Mình sẽ còn đi đá banh rất là nhiều nơi như thế này. Xin chào và like.